Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. 6 loại quả thực sự tốt cho trẻ em Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Một, dưa hấu trong nhóm hoa quả thực dưỡng, dưa hấu là nhóm quả đáng ăn nhất với trẻ em. Lý do hết sức đơn giản, dưa hấu vô cùng dễ ăn, chúng có vị ngọt dịu rất thích hợp với trẻ em. Cứ 100 g dưa hấu sẽ chứa 3 gram đường các loại. Thêm vào đó, đây là loại quả á quân về beta caroten chỉ thua xoài. Beta caroten là một chất dẫn xuất của vitamin A vốn rất cần cho đôi mắt trẻ em. Chưa hết, dưa hấu còn chứa nhiều đồng selen, các loại vitamin B rất thích hợp để thúc đẩy tiêu hóa. 2. Đu đủ chín Đu đủ chín cũng là loại quả được ưa chuộng trên bàn thờ trong dịp Tết do ý nghĩa từ tên gọi của nó. Về đời sống, đu đủ là thứ quả bình dị, nhưng về giá trị dinh dưỡng, đu đủ lại ở trong nhóm dầu dưỡng chất, là loại quả dầu beta caroten thứ ba sau xoài và dưa hấu. Cứ 100 g đu đủ chín chứa khoảng 276 microgram beta caroten, cung cấp đủ 35% nhu cầu của bé trong ngày. Tất cả nhu cầu vitamin A sẽ được đua đủ chín bổ sung hoàn thiện. 3. Hồng xiêm Hồng xiêm là loại quả hay được bày trong mâm ngũ quả người miền Bắc. Mặc dù so với thứ quả nhập ngoại, hồng xiêm thua về ngoại hình, nhưng về bản chất nó lại chiến thắng về dinh dưỡng. Tại sao vậy? Hồng xiêm là loại quả dầu sắt đứng hàng thứ hai sau đu đủ chín. Ăn 100 gram hồng xiêm tương đương với hai quả đã đủ cung cấp 29% nhu cầu sắt trong một ngày của trẻ. Với hàm lượng sắt này, hồng xiêm được xếp trong nhóm quả dầu sắt nhất cùng với beta carotene hầm xiêm đã góp phần làm giàu tiền chất vitamin A cho trẻ. Ngoài ra, hầm xiêm là loại quả giàu canxi, nếu ăn 100g hầm xiêm thì bé yêu sẽ thu được 52mg canxi, tương ứng với 5% nhu cầu trong một ngày. Với một loại quả, lượng canxi như vậy là rất ấn tượng để làm cho bé cao lớn vượt trội. 4. Vú sữa Vú sữa là một quả mà trẻ em rất nên ăn. Qua phân tích, người ta thấy vú sữa vô cùng giàu canxi là thứ quả giàu canxi nhất trong các quả ăn được ở ta. Trong 100 g vú sữa cung cấp khoảng 68mg canxi, lượng canxi này đủ cho 6,8% nhu cầu của bé. 5. na. Na chứa nhiều protein do vậy na nằm trong danh sách các thứ quả nên ăn với trẻ nhỏ, nhất là trẻ 3 tuổi. Trong 100 g na có khoảng 2,1 g protein. Lượng protein này vốn là protein dễ hấp thu. Chúng có khả năng đáp ứng 5,7% nhu cầu protein một ngày cho bé. Lượng protein này cùng với protein trong sữa và trong thịt sẽ giúp bé to khỏe, rắn chắc. Ngoài ra, na còn chứa nhiều axit béo omega-6. Trong 100 gram na có chứa 40 mg axit béo loại này. Đây là thế hệ axit béo tham gia chủ yếu trong cấu trúc não bộ và các cấu trúc thần kinh. Vì thế, na sẽ là loại quả xứng đáng đưa vào danh sách thực phẩm nhằm giúp bé thông minh. 6. Xoài Xoài là loại quả giàu hàm lượng beta carotene nhất, còn gọi là vitamin A thực vật. Trong 100 gram xoài có chứa 445 microgram beta carotene. Chỉ cần cho bé ăn chừng 1 phần 2 quả xoài đã đáp ứng đủ 30% nhu cầu beta carotene hàng ngày của bé xoài là loại quả chứa hầu hết các axit amin cần thiết cho hệ miễn dịch, trong số 20 axit amin tồn tại ở tự nhiên thì xoài chứa 19 loại với hàm lượng khá cao. Nếu tích cực ăn xoài, bé sẽ hấp thu được nhiều axit amin loại này, do đó hệ miễn dịch của bé sẽ vững chắc hơn và hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Trong xoài còn có chứa rất nhiều choline. Ăn đủ thực phẩm chứa choline Ăn đủ thực phẩm chứa choline sẽ làm não bộ của bé hoạt hóa hơn. Trong 100g xoài chứa 7,6mg choline, nếu bé yêu ăn 1 phần 2 quả xoài đã thu được chừng 7mg choline cho hệ thần kinh. Thưa quý vị và các bạn, nguy cơ sức khỏe từ thực phẩm chế biến sẵn truyền thống. Ăn quá nhanh một nguyên nhân gây bệnh đái tháo đường và người hút thuốc lá nên ăn nhiều cà chua sẽ là những thông tin hữu ích sẽ có trong chương trình ngày mai mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt